Hello, hello. Xin chào quý vị các bạn. Quay trở lại channel Xuân Thủy TV. Hôm nay Tết đến xuân về, anh em mình lại rủ nhau đi thăm chợ hoa. Đi ra tới cái vị trí của đầu cống Xuân Quan này. Đây là chợ hoa. Quý vị các bạn có đi chợ hoa thì về tới cái đoạn đầu cống Xuân Quan thế là cửa hàng thứ nhất bên tay phải là của nhà Hải Trâm. Các bạn vào vừa tham quan lại vừa mua hoa cho gia đình, cho cửa hàng. Xem hoa gì cũng có. Tết đến xuân về thì là coi như là cứ phải là một hai cây hoa, chậu hoa về cho nó có không khí Tết, đào quất nọ kia, tùng trúc cúc mai cứ phải là có. Quý vị xem video thấy hay nhớ cho mình một đăng ký nhá. Đây là cây hoa gì anh nhỉ? Đây là cây hoa cúc. Không, cúc thì nó vàng cơ. Đây là hoa đỗ quyên. Sao đây này, hoa như hoa cúc thật mà. Không, cúc đồng. Đây là có nơi thì người ta gọi là đậu quyên, nhưng mình gọi chính xác từ của nó là hoa đỗ quyên. Có phải đỗ quyên nhỉ? Đúng, đỗ quyên. Đỗ quyên là ngày xưa nó có như là người ta ví như một nam một nữ nó quấn nhau, nó yêu nhau kinh khủng, kể cả rơi xuống ao sông nó vẫn cứ yêu, bổ nhau xé xác nhau. Đấy là những cái dòng chim như chim đỗ quyên. Thế mà lại gọi dòng chim gì nhỉ? Mình sẽ review cho quý vị và các bạn tại cửa hàng của nhà Hải Trâm tại xóm giữa xóm 3 và xóm 4 nhé. Đây là chợ hoa của Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên. Đấy, khách thập phương người ta về người ta mua, khách Hà Nội. Đây là những cái chậu sen đá. Sen đá này thì hợp cho những người như là tuổi Canh Tuất hay Tân Hợi. Đây là hoa địa lan. Có đúng địa lan không? Đây không phải địa lan. Có nơi thì nó gọi là mẫu địa, nhưng gọi chính xác là mẫu gọi là hoa địa lan này. Đây là cô chủ châm cửa hàng đây. Đây, hello, hello. Nhiều lắm. Đây là hoa này nhà nhập về nhiều đấy. Đây toàn đủ quyền. Đây là hoa cúc nghe sao chứ? Cúc đồng, cúc màu vàng nó khác, là cúc màu đỏ. Có nhiều hoa, nhiều loại cúc. Đây là đỗ quyên, nhiều thật, nhiều mọi rẻ thì các bạn về đây giá cả hữu nghị lắm. Cửa hàng này mình thấy bán hữu nghị đẹp, nhập toàn hoa Thái Lan về này, này. Để bên Thái Lan về đấy. Hoa đẹp. Đủ các loại. Nó không phải là mẫu đơn mà đây nó là ấy. Đây hoa trà. Đúng rồi, đây là trà. Trà thì nó có hình như có hai loại sao. Trà này là người ta gọi là trà bạch đúng không? Một loại màu bạch, một loại Màu đỏ. màu đỏ. Đây là trà bạch. Trà bạch này thì như vậy đi mùi thơm lắm.
Ui dồi, ui dồi, thơm thế, sao lại thơm thế nhỉ? Thơm. Ủa sao cây họ trồng từ bao giờ mới mẫm thế này nhỉ? Này gốc cây toàn bằng cổ tay này, phải mấy năm mới được cây. Cũng mấy cây này cũng được 2-3 năm rồi. 2-3 năm không đủ đâu, phải tầm cỡ 5 năm. Bởi vì gốc cây to này, hơn triệu cây rẻ, hơn triệu cây. Nhà nào mà trồng được cây này thì trước cửa nhà thì thôi, thơm ngát cả xóm. Hái lộc. Trà nó quý lắm, trà đắt lắm. Trà đỏ nó cũng đắt, mà trà bạch này, bạch mã này nó cũng thơm. Đấy, đây nè, trong cửa hàng đấy bắt đầu anh em ngắm hoa xong cái là bắt đầu lên đường vòng quanh cái chợ hoa. Thì đây là trên con đường của giữa chợ, giữa sông 4 và sông 3 đúng không? Giữa sông cũng là sông 3. Ừ, của sông Quan. Mấy anh em rảnh rỗi thì này về chợ hoa bảo đi thôi này. Tết nhất đến nơi rồi. Năm nào thế? Cứ mỗi một năm Tết đến xuân về thì anh em lại rủ nhau đi tham quan chợ hoa rồi chợ đào, chợ quất. Thích cây nào, thích cành nào, chậu nào thì làm cây, làm chậu về để gọi là có cái không khí Tết. Rồi thì Covid thì kệ Covid, nhưng mà cứ phải sống thích ứng với nó, sống chung với nó. Đây cổng chào này là cổng chào của bên thôn 3. Cùng cúc trúc mai nhiều, cùi thực dược nhiều lắm. Cúc nhiều. Các bạn mua cây cảnh và hoa thì về Xuân Quan nhá, xã Xuân Quan nhá, chợ hoa Xuân Quan. Đủ các loại hoa, nhưng mà nhiều loại hoa này mình không biết tên đấy. Không biết tên đâu. Hoa cúc nhiều. Đây là nhân dân họ trồng đấy. Nhân dân họ trồng. Và kim ngân lượng cũng nhiều. Sen đá nhiều. Bạch mã hoàng tử cũng nhiều. Trầu bà cũng nhiều. Phát lộc cũng nhiều. Đại niên thanh nhiều. Hoa hồng rất nhiều. Quất cũng rất nhiều. Ui dồi. Bạch ngọc có. Ngọc đá có. Ngọc bích chiêu tài có. Ui dồi, nhiều thế. Sao họ trồng có kỹ thuật kiểu gì mình không biết, có thuốc thang gì không mà tại sao cứ đến mùa nó mới nở nhỉ? Đa số trồng hoa này là nó kỹ thuật. Kỹ thuật. Đa số là kỹ thuật nhiều. Kích hoa, kích thuốc may ra thì nó nở này. Đây là ngọc bích. Đây là cây hoa giấy nữa. Đấy, không phải hoa giấy. Nó mới ra cái loại hoa giấy màu đỏ, theo kiểu đỏ đỏ tí tí nữa. Đấy là hệ màu tím chứ không phải là màu cũng không phải đỏ. Tím lơ lơ gọi là hồng đậm chứ không phải hồng nhạt. Nếu mà màu hồng nhạt thì nó lại gọi là hồng màu hường của cô chít đã này. Đúng rồi. Nhưng đây là nó hồng, lại hồng đậm một chút chứ không phải dạng đỏ. Ui giời, nhiều cây lắm, nhiều hoa hồng thơm lắm. Thế là hoa giấy giấy ngũ sắc nữa. Đây là hoa giấy ngũ sắc này là họ ghép các năm loại hoa vào, năm màu vào thì nó gọi là ngũ sắc. Quất cũng nhiều. Nhiều loại hoa. Nhiều thế. Mà năm nay là trông thấy như này, hình như họ xuất buôn hết rồi sao?
mọi năm thì nhiều lắm, mà mọi năm thì cái trục đường này thì đông nghịt, Hà Nội đổ về nhiều, khắp nơi đổ về đông lắm, cứ tầm cỡ là coi như từ 20 đến 30 thì coi như là đông lắm, chen nhau. Nhưng mà năm nay là Covid thì sao, thấy vãn lắm. Nhưng mà hoa năm nay thì cũng thấy ít, anh thấy ít đâu. Năm nay là Covid thì giờ họ mới xuất ngay từ 20 giờ rồi thì nó mới được vãn như này chứ. Thảo nào thấy ít, còn mọi năm nhiều lắm, mọi năm các nơi đổ về nó mua, mà năm nay thấy vãn. Bao giờ họ cũng bán, họ cất buôn ngay từ lúc 20, từ 20 đến bây giờ thì nó mới vãn như này. Anh em đi trong xe ra là nó hơi ồn tí, thì các bạn thấy video nó hơi ồn tí thì thông cảm cho một chút, đi có tiếng gió nó ù đấy. Cái khu vực này bây giờ đất đắt lắm, lên toàn hơn 100 triệu mét rồi, mà cái xã Xuân Quan này là bây giờ là coi như là không hiểu sao nó lại vượng khí thế, đắt nhất toàn bộ khu vực của Bắc Giang này. Đất nó đắt mà, có thể nói là đắt nhất tỉnh Hưng Yên, đúng không? Đúng rồi. Đất này đa số toàn hơn 100 mét. Đông như thế mà đông các nơi nó về nó trên mặt đường đổ về êm vắc ngay đây. Người bán chấu sống từ hoa hồng nhiều quá, hoa hồng hoa cúc nhiều, chủ yếu là hồng nhiều, đa số là hồng bạch, các loại hồng đỏ. Thì những cái chậu cây họ treo này đẹp, treo làm vài chậu này rẻ lắm, làm vài chậu treo trước cửa nhà thơm lắm. Thì cứ Tết đến xuân về hè năm nào cũng thế thôi, anh em lại cứ lượn một vòng chợ hoa đi thăm xem có cây nào đẹp thì mình lại mua, tham quan xem nhân dân làm ăn thế nào. Quý vị mà có mua cây cảnh hay là mua hoa thì cứ về xã Xuân Quan, chợ hoa Xuân Quan của huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, ghé vào nhà cửa hàng của Hải Trâm ngay đầu cống Xuân Quan nhé. Quý vị xem thấy video này thì nhớ đăng ký nhé, ủng hộ like và share mình nhé. Chào tạm biệt các bạn.